Mình chia sẻ cho các bạn xem vườn rau mini của nhà mình nha các bạn. Thời buổi giờ ra chợ mà mua rau ăn thì mình cũng hơi sợ vô thuốc men, không biết họ trồng họ xịt thuốc như thế nào mình không biết, mình sợ quá. Thành ra bây giờ mình tự trồng rau đấy mà mình ăn nó bảo đảm hơn nha các bạn. Đó, một góc vườn rau nhỏ vậy thôi nhưng mà rất nhiều loại rau. Cái này là ngò ôm nè, có thấy tốt không? Còn này là gì? Rau diếp cá. Còn đây là gừng nè các bạn. Bạn thấy củ thấy mê không? Quá trời củ bự luôn. Rau diếp cá các bạn thấy tốt ghê không? Cái này mình chỉ tưới nước thôi nha các bạn, không có thuốc men gì hết trơn mà cũng không có sâu luôn, mình chỉ vô phân thôi, tưới phân rồi thôi. Còn đó là rau găm. Còn cái này là hẹ các bạn, hẹ mà mình ăn sống hoài đó nè, thấy tốt ghê không? Đó, mình chỉ xiên tưới nước rồi tưới ít phân thôi chứ không có thuốc men gì hết trơn, vậy là mình ăn bảo đảm luôn nha các bạn. Đây là xả. Này là rau thơm này các bạn ơi, rau thơm luôn, mình tự trồng luôn đó, thấy tốt không? Quá trời tốt luôn. Đây là ớt này, ớt này không biết nó bị gì mà nó cái lá nó không được xanh mà nó úa úa vàng vàng này, mà không biết nó bị gì. Không biết nó bị cái gì luôn. Mà mình cũng không có xịt thuốc luôn. Này thì nha đam. Nha đam thì mình ăn cũng được, cũng tốt. Người ta sấy người ta uống, ăn hoặc uống gì nó người ta uống như nó mát hay gì đó. Cái này là ngọt gai, quá trời tốt luôn, ngọt gai bạn thấy không, quá trời tốt luôn. Các bạn thấy mà vườn rau lý tưởng không? Vườn rau mini quá lý tưởng. Ăn nó tốt cho sức khỏe, nó không sợ bị bệnh luôn. Chứ bây giờ cầm tiền ra chợ mà mua rau chợ thì mình không biết đường đâu nói đâu. Họ xịt thuốc, xịt men, có khi họ nhờ xịt ngày hôm qua hôm nay mà họ cắt vô họ bán cho mình cũng không biết luôn. Đó. Bây giờ mình tự trồng tự ăn là chắc cú, không sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn góc bên đây là rau cần. Này là rau cần nha các bạn, bạn thấy tốt không? Đó, không có thuốc men gì hết, này là trồng tự nhiên luôn. Trồng tự nhiên luôn các bạn ơi. Chỉ tưới nước thôi, cái này mình cũng chưa không có rã phân nhiều nữa. Còn cái rau tím tím này, rau tím tím này là cái rau gì mà mình không biết tên, mình xin ở một người quen về mình trồng, mình nấu canh ăn cũng ngon nha các bạn.
mình không biết là rau gì luôn. Lúc này nó hơi già, nó chỗ bông mà nè, nấu canh ăn ngon lắm mà mình không biết là rau gì luôn, mình cũng quên luôn. Nhưng mà nó dễ trồng lắm, cái này rau này nó dễ trồng các bạn, nó lên dễ lên lắm, bứng về mình dâm xuống là nó sống luôn à, nó dễ hơn là tất cả các loại rau khác luôn các bạn. Mình rau này thì nấu canh mà không biết là rau gì, không biết cái tên nó là tên gì. Bạn thấy cái vườn rau cần thấy ngon không? Đó, bên đây là gốc, bên đây là mình trồng rau cần. Gừng này mà kho cá nữa ha, mà bỏ gừng vô ha, ăn một cái là nó ngon, cực kỳ ngon luôn. Một gốc vườn rau nhỏ vậy thôi là đủ gia đình mình ăn, ăn hoài không hết luôn đó các bạn. Con biết cái này là gì không? Cái này là cần tàu nè nha. Cần tàu mình cũng trồng được luôn nha các bạn. Nè ớt nè, đó. Bạn thấy cái ớt trái gì dữ dằn không? Đó. Nó xíu xíu mà trái mất rồi, nhìn nè đó, chưa? Con cực cái vụ gà má ơi, gà tùm lum tùm la chứ. Phải ấy mới được, phải gào rồi mới được. Chị ấy lại rồi chị gào mấy con chó thôi.